tại An Giang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này vừa khởi tố bắt tạm giam một nữ giám đốc về tội buôn lậu lô hàng nước giải khát trị giá gần 8,7 tỷ đồng. Được biết, đối tượng khai báo đã nhập khẩu 20.000 thùng nước giải khát, nhưng thực tế đưa về nước khoảng 49.000 thùng. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, từ ngày 4 tháng 11 năm 2019 đến ngày 7 tháng 11 năm 2019, công ty Toàn Cầu huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước do Vũ Thị Kim Phượng làm giám đốc đã khai báo trên hệ thống hải quan điện tử 2 tờ khai hải quan điện tử để nhập khẩu 20.000 thùng, loại 24 lon mỗi thùng, nước giải khát có ga. Phượng nhờ một người thuê ba ghe đi từ Việt Nam đến cửa khẩu Krai Thom, huyện Kon Thum, tỉnh Kandan, Campuchia để chở số nước giải khát trên về Việt Nam. Đến ngày 9 tháng 11 năm 2019, ba ghe vận chuyển nước giải khát về đến khu vực giám sát đường sông của Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình neo đậu chờ làm thủ tục nhập khẩu. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa trên ba ghe, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phát hiện số hàng hóa không đúng như khai báo ban đầu. Tổng lô hàng lên đến khoảng 49.000 thùng nước giải khát, ước tổng trị giá hàng hóa gần 8,7 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Kim Phượng không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số nước giải khát kiểm chênh lệch trên ba ghe. Đến ngày 21 tháng 2 năm 2020, Cục Hải quan tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án về tội buôn lậu liên quan đến công ty Toàn Cầu. Đến nay, cơ quan chức năng khởi tố bị can tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.